Hello mọi người, mình là Linh, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và trong thời gian vừa rồi thì mình quay khá nhiều Reels ở trên Insta. Và cho các bạn chưa biết thì hãy follow mình ở đây nha. Thì mọi người rất hào hứng với những cái makeup look đấy. Và video nào thì các bạn cũng bảo mình quay tutorial, nên là mình quyết định bình chọn một makeup look mà mọi người yêu cầu nhiều nhất. Thì đây là makeup look mà mọi người yêu cầu nhiều nhất. Và hôm nay thì mình sẽ quay cái makeup look này. Và chúng mình cũng bắt đầu thôi. Và bước đầu tiên chúng mình sẽ đến với bước nền, và hôm nay mình sử dụng Cushion của Merzy. Vẫn có nhiều bạn không biết và thắc mắc tại sao mình không sử dụng kem chống nắng trước khi make up. Thật ra đối với mình, kem chống nắng là một trong những bước trong quá trình skincare. Mình thì đã skincare đầy đủ rồi và mình bấm máy quay ở bước đầu tiên make up, để chính là lớp nền luôn. Với Cushion của Merzy thì mình thấy độ che phủ khá là tốt. Mình layer các lớp mỏng để tăng độ che phủ. Với 1-2 lớp mỏng đầu tiên thì đã che phủ được những nốt mần đỏ trên da của mình rồi. Với những vết mụn to hay là đậm màu hơn thì chúng mình vẫn phải sử dụng kem che khuyết điểm nha. Thật ra ban đầu thì mình hơi chủ quan, để chính là sử dụng kem che khuyết điểm màu 01 để che cuống thâm mắt và vết thâm mụn luôn. Nhưng có một lưu ý, đấy chính là chúng mình muốn che phủ hiệu quả những vết thâm mụn thì nên sử dụng những màu che khuyết điểm gần với da để hiệu quả cao hơn nhé. Nên để hiệu quả hơn thì lúc sau thì mình đã phải lấy lại màu che khuyết điểm màu tối hơn là 1.5 để che được hiệu quả những vết thâm mụn còn lại. Có một tip nho nhỏ, đấy chính là khi các bạn chấm kem che khuyết điểm lên vết thâm mụn, hãy đợi một chút để kem che khuyết điểm sét vào vết thâm mụn. Và khi tán ra thì kem che khuyết điểm sẽ không lan ra xung quanh quá nhiều và độ che phủ sẽ cao hơn. Với màu má hôm nay thì mình sẽ sử dụng má kem màu hồng. Chất má kem như thế này thì sẽ phù hợp với những bạn da khô hay là những bạn muốn có hiệu ứng da căng bóng. Vì chất kem của em này khá là dày nên mình sẽ layer từng lớp mỏng một để điều chỉnh độ đậm vừa phải. Và hôm nay thì mình sẽ tán hơi gần mắt một chút và lan qua mũi và một xíu ở phần đầu mũi nữa nha mọi người. Với phần lông mày thì mình chỉ tập trung kẻ ở phần đuôi này, gẩy sợi một chút ở phần đầu này để kẻ lại khuôn lông mày chứ không cần lông mày quá đậm. Và mình cũng có một video rất chi tiết về việc kẻ lông mày thế nào cho đẹp, các bạn có thể ngó qua xem nha. Với phần thân mũi, để tạo độ cao tự nhiên thì mình sẽ kéo dần phần khối từ giữa mũi lên trên phần đầu hốc mắt một chút và kéo một chút lên lông mày, nhưng mà không quá đậm hay là sắc nét, để tạo độ tự nhiên nhưng mà mũi vẫn cao. Còn với phần đầu mũi, mình muốn đầu mũi mình bé hơn thì mình sẽ tán một chút ra phần cánh mũi nữa để thu hẹp cánh mũi lại, và sẽ tán một chút ở phần xương quai hàm nữa. Make up mắt ở trên Doujin thì mọi người cũng biết là tập trung vào phần mắt nhiều. Make up lúc ngày hôm nay ngoài hách mắt to ra thì rất là nhiều nhũ và lấp la lấp lánh. Nên là màu đầu tiên mình sử dụng là một màu nhũ nhẹ để tán toàn bộ bầu mắt và một phần ở mắt dưới nữa. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu số 2, số 3 để tán phần đuôi mắt. Kéo nhẹ ra phần đuôi mắt một chút và đừng quên là tán cả phần bọng mắt dưới nữa nha mọi người. Để lấp lánh hơn thì mình sẽ chấm một chút hạt nhũ to hơn trong bảng mắt của 3CE. Và mình cũng tán luôn phần nhũ hạt to đấy ở phần vọng mắt dưới luôn. Bây giờ thì mình sẽ kẹp mi và vẫn kẹp mi thật cong như bình thường nha mọi người. Thời gian gần đây thì mình đang rất ưng em kẹp mi này, tại vì nó đem lại hiệu quả khá tốt mà cũng không cần mình tác động quá nhiều lực lên kẹp. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng dòng mascara mỏng nhất, tơi nhất, tại vì điểm nhấn lông mi ngày hôm nay là mình sẽ gắn mi sợi. Còn với phần lông mi dưới thì chúng mình sẽ vẫn chuốt kỹ từ đầu mắt đến phần giữa mắt, sau đấy thì dừng lại, tại vì chúng mình sẽ vẽ phần mi giả ở phần đuôi mắt. Trước khi vẽ lông mi giả ở dưới thì chúng mình cần mở đôi mắt ra một chút nữa. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một chiếc bút dạ màu nâu. Mọi người xem thao tác mình trên video để dễ tưởng tượng hơn nha. Đây là một trong những bước hách mắt mình to hơn. Và mọi người nhớ kẻ nối với phần lông mi thật ở phía trước một chút nữa nhé. Và bây giờ để cho tự nhiên hơn thì mình sẽ sử dụng một chiếc cọ chấm một chút phấn màu nâu và tán nhẹ cái đường kẻ vừa rồi ra. Và sau khi đợi cho keo dán mi ráo được một chút rồi, bây giờ mình sẽ gắn mi. Với mình, việc gắn mi sợi này hay là kẻ lông mi giả ở dưới phần mắt dưới, mình có thể nói là khó, nên là những bạn nào chưa làm được thì các bạn hãy bình tĩnh. Với mình thì mình cũng phải tập kể cả gắn mi sợi hay là kẻ lông mi giả ở dưới. Mình cũng tập và dần dần sẽ kẻ đẹp hơn và gắn mi đẹp hơn. Vì đều rất là chi tiết và mình phải rất cẩn thận nên các bạn phải tập nhiều thì mới quen tay và làm dễ dàng hơn được. Phần kẻ mắt thì mình vẫn sử dụng bút dạ màu đen, kẻ một đường dây vừa phải và kéo lên trên. Bút kẻ mắt này của Lemonade mình mới dùng được mấy lần và mình rất là thích, tại vì màu nó rất là đậm. Trông nó to thế thôi nhưng cái đầu bút của nó khá là nhỏ và kẻ khá là dễ. Kẻ xong phần đuôi mắt thì chúng mình hãy sử dụng luôn bút dạ đấy để tô kín phần chân mi. Quay lại với phần lông mi giả ở dưới, khá là khó nhằn nhưng mọi người hãy kiên trì tập nha. Mình cũng tập khá là nhiều
nên bây giờ mình thấy mình không kẻ đẹp quá xuất sắc, nhưng mình kẻ dễ dàng và trông cũng ổn hơn ngày trước rất là nhiều rồi. Và không thể thiếu đấy chính là bọng mắt mọi người ạ, một trong những yếu tố làm cho mắt mình to hơn rất là nhiều. Mình sử dụng cọ và chấm một chút màu số 3 ở phía trước để tán phần bọng mắt. Và chúng mình đã mở đôi mắt rồi thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu mở cả đầu mắt nữa nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng bút dạ màu nâu vừa nãy kẻ bên dưới. Bây giờ chúng mình sẽ kẻ phần đầu mắt. Mọi người cứ kéo một đường thần mỏng dốc theo được đầu mắt và nối một tam giác nhỏ với phần đầu mắt dưới. Và dùng một chiếc cọ để tán phần đầu mắt được tự nhiên hơn. Đấy mọi người ạ, để có được một đôi mắt to thì chúng mình phải tốn khá nhiều sức để tập luyện. Mình đã thành công và chúc các bạn cũng thành công nha. Với phần highlight ở mũi thì mình sử dụng luôn nhũ ở trong mảng mắt số 1, số 2 như thế này. Cuối cùng cũng đến phần son môi mọi người ạ. Và đầu tiên thì mọi người hãy lấy cho mình một màu son nào đấy thật đậm để chúng mình tạo dáng môi trái tim nha. Và mình tán màu đậm nhất như 3 điểm ở trên hình. Thì mọi người có thể thấy dáng môi khá là khác rồi. Môi ở trên thì rõ trái tim hơn và môi ở dưới thì sẽ có một đường chè ở giữa. Sau đấy màu son chính ngày hôm nay đấy chính là màu son nút bóng. Tán thật nhẹ để tránh dây vào cái màu son vừa rồi mình vừa tán nha. Và chốt lại thì mình sẽ sử dụng thêm một màu son bóng khác, chất lỏng hơn để tạo cảm giác là môi mọng nước. Và mình đã hoàn thành xong video này rồi. Mình mong là mọi người sẽ thích make up Douyin phần 3 của mình. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Nếu thích đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình ra video mới. Và follow mình trên Insta Link Makeup để chúng mình được gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nha. Bye.